Ngay gần Tết rồi tôi làm chùm ớt treo trang trí nhà, trang trí bếp vừa đẹp mà để mai mốt ớt nó khô nấu ăn, lùm xuống nấu ăn luôn hen. Cần cả 4 sợi dây thừng có dài 1,5 m và 14 trái ớt sừng. Xếp mấy cái ớt lại cho nó đẹp, để chút nữa rồi mình buộc vô là mình buộc theo thứ tự như vậy khỏi mất công ha. Bây giờ gấp đôi 4 sợi dây thừng lại, rút một đầu đó, để cái đầu đó được đeo móc lên. Rồi tách ra làm hai, mỗi bên 4 sợi dây thừng, xong rồi nhét cái ớt vô giữa đó. Rồi mỗi phần lại tách ra làm hai nữa, cứ làm theo như hình nha. Xếp vô. Sao cho nó chặt cái khỏi lỏng rồi rớt cái ớt ra đó nha. Còn được xếp như vậy đó. Bốn sợi dây mình tách ra làm hai. Cái chùm ớt này đỏ mà nó đẹp, y như cái chùm pháo vậy đó, treo trong bếp thấy không cũng đẹp nữa. Rồi gần xong rồi, tới cái cuối đó buộc cút lại cho nó giữ đi, rồi xong sửa sang cố định lại, rồi cắt một sợi dây dài khoảng 1/2 m nó buộc lại cho nó chắc. Còn bạn nào không biết buộc cái nút này thì coi lại video của tôi có hướng dẫn nha. Đó, buộc lại rồi dây vô kéo lên, cắt hàng dây thừa đi cho nó đẹp rồi đó. Xong rồi đó thêm một